Người Việt Nam ơi, Quang bạn, ok, hôm nay Quang thèm xôi măng ta cầm bạn. Làm gì bạn, ghê lắm, không tin qua, cho nè, đừng nhắm mắt. Ok, mồi cơm. Đây là bột nếp, mình đang vào vô. Úi cha. Một, hai, rồi ba ly đi bạn. Bột nếp, mình đang rửa hai nước đi bạn. Đây là hái. Có tiếng người quê. 3 cốc. Này thôi. Đó là quán ở đây. Đây là nấm Nhật Bản. Nấm Nhật Bản có shiitake. Quán không biết bên tiếng Việt là tên gì. Đó. 4 nấm. Đây là lụp xưởng. Và vô lông bao. Cho này thơm nghe. Ôi vô hết luôn. Okay. Ok, vậy thôi bán. Ok, vậy thôi bán. Đó. Cái mờ trong lụp xưởng các bạn. Ốc là đang chạy vô xôi đây. Quả thơm lắm bạn. Cái nấm lên làm xôi này thơm nhảy sơ. Bạn đầu xếp nghe. Ai thèm xôi măng. Phải ăn cái lên nghe bạn. Lúc này ăn xôi thèm nhảy sơ lắm bạn. Quán bạn một gì ạ? 10 ngàn thôi nha. Nấm vị lập xương. Xếp nha. Rồi. Đây là mình không quá xì dầu ngọt măng chua đây. Vị cay. Đó, xì các bạn. Đó. Đây là mỡ ớt. Quá đã không bạn? Sao vậy? Tôm sấy. Đây là tôm sấy vì Jolly Mix Tân Quốc. Chả chiên. Chả bông, hành phi, mỡ hành, xịt vào rồi, đó, vậy thôi bạn. Đây là xôi măng. Tất cầm ở Canada 10 ngàn một tô nha. Hãy thêm bây giờ các bạn nghe. Đừng ngồi kiểu nghe. Ok. Bắt đầu nghe. Tùng lên lên nghe. Giận gì sớm bà. Ôi cha. Lâu ngày không ăn xôi. Măng thêm gì sớm luôn. Mở miếng ra, ngon không? Đó, vô này. Thèm chạy nước miếng không bạn? Ăn muốn khóc không bạn? Thiệt ra bạn. Quả ngon ngày xưa không bạn? 10 ngàn thôi nha. Phê bạn. Quá phê. Ngon điên đâu luôn bạn. Quang về Việt Nam quang bạn. Xôi đặt cầm cho bạn thử nghe. Quả ngon ngày xưa bạn. Qua bọt nấm xích thác đi vô đây thơm ngày xưa.
Quá đã. Tuyệt vời lắm bạn. Miếng nữa. Đó. Rồi. Thêm cho em miếng bạn. Còn là thiệt ra là bạn thì cái số tật cầm của bác quá. Ăn cầu khắc không bạn. Wow. Nhìn đã. Rau rắm các bạn. Làm món này thơm vậy sao. Siêu ngon bạn. Siêu ngon luôn. Ăn muộn cười đó bạn. Siêu ngon luôn. Quan nghĩa và lâu rồi nấu xôi trong cái máy nồi gì đó, máy nồi gạo ấy. Không được, quan nghĩa là hấp được thôi. Hôm qua vợ tương lai nói nấu được quan thử thử đã ra là ngon luôn mà. Vợ tương lai đang coi phim của quán, quán một nhỏ nên thôi. Cảm ơn người yêu. Quán muốn cảm ơn người yêu rất nhiều. Quả là ông bạn ăn được tô luôn. Ok, đó là hết clip rồi bạn. Mai mình hẹn gặp nhau lại.